Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vậy là theo như review của năm trước thì đến tầm này khoảng ngày 14-15 tháng 7 thì bản tiếng Trung sẽ diễn ra cái sự kiện lễ hội mùa hè và đợt này là đợt 3 Còn uh, với bản tiếng Anh thì sẽ muộn hơn sau đó một tuần tức là ngày 21 đến 22 tháng 7 mới có Và hy vọng là đợt này cả hai bản sẽ diễn ra cái sự kiện lễ hội mùa hè cùng một lúc Trước khi giới thiệu lại về cái sự kiện lễ hội mùa hè diễn ra sắp tới thì uh, hôm trước mình đã có cái uh, đổi sao đến từ vị trí của con Pan với cả con Seria, hiện tại bây giờ đã sau 3 ngày rồi thì nếu mà mình ấn cái nút mà hủy thì coi như bây giờ Seria của mình sẽ quay trở lại 4 sao nhưng mà nếu mình không ấn hủy thì coi như là cái sự cái việc đổi sao này nó sẽ ra nó là mãi mãi. Vậy là có một cái slot bây giờ nếu bạn bây giờ muốn đổi sao thì đây chỉ là tạm thời thôi và bạn có thể hủy bất cứ lúc nào và sẽ cần nó là 72 giờ để có thể tiếp tục tiến hành tiếp này. Còn nếu bạn không ấn hủy thì coi như là bạn sẽ được một con uh, S cộng đổi sao được coi như vĩnh viễn rồi. Và thực tế ra là S cộng mà được đổi sao bây giờ cái, cái sao nó nhấp nháy này nhìn cũng rất là đẹp luôn. Và đây chính là hình ảnh của sự kiện lễ hội mùa hè năm trước ở bản tiếng Anh này. Và sự kiện lễ hội mùa hè này nó sẽ đi kèm với cả một cái red phụ nào đó. Đợt đó là con Rayquaza với cả Rodon với cả mở bán cái skin của con Mega Quaza. Đợt này thì có thể là sẽ của con Garon chẳng hạn Và ở sự kiện lễ hội mùa hè sẽ có đăng nhập 7 ngày để nhận quà Mỗi ngày sẽ được 100 kim cương Và ngày cuối các bạn sẽ nhận được thêm đó là ba mảnh vạn năng đỏ nữa Còn về gói nạp Gói nạp thì Đây các bạn sẽ nhận được đó là 60 kim cương miễn phí ở trong sự kiện mùa hè này sẽ có một cái đít tô đỏ với giá 328 tệ đó là 49 đô và không thể thiếu được đó chính là 7 ngày lễ hội để các bạn có thể có thêm được những cái mảnh vận năng vàng và đỏ khi mở các cái món quà ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái trò chơi đặt cược ở đây thì nó có một số đội hình để các bạn thấy như thế này và xong rồi là các bạn sẽ đoán xem đội nào sẽ giành chiến thắng đặt cược vào đó và điểm để đặt cược giành chiến thắng xong thì các bạn có thể mua được một số đồ dưới đây như thế này mảnh quả năng này xong rồi cờ lê chìa khóa các kiểu này và không thể thiếu được ở lễ hội mùa hè năm nào cũng có đó chính là trò chơi bóng truyền là một ở đây thì các bạn có thể kiếm được thêm mảnh vận năng với cả kim cương này bóng truyền này xong rồi là bán kem này và bây shop đến với shop của trong sự kiện này ở mùa 2 năm trước là sẽ mở bán một cái nhân vật mới đó cu cui năm nay thì chưa biết nhân vật nào và có thêm khung danh hiệu mới này và có thêm đó là một cái rune đỏ mở ra ngẫu nhiên này cái đấy rất là quý luôn năm trước thì là mở à, lấy được mảnh của con Samurot năm nay thì là sẽ lấy được mảnh của con đó là Dracovis ở trong sự kiện một con Ditto vàng này một cái chip vàng mở ra miễn phí mua được hai cái này thì đây là shop sự kiện ở mùa 2 mùa bạn chỉ thay đổi nhân vật với cả Pokemon thôi và một đặc trưng ở trong những sự kiện lễ hội mùa hè đó là có 10 ải thử thách như thế này Mùa 1 thì chúng ta đã biết đó là nhân vật chính là Milotic Đến mùa 2 đó là uh, với những cái ải thử thách mới hơn Và đến mùa 3 bây giờ chúng ta chuẩn bị đó là nhân vật chính Đó là con Dracovish một Pokemon hệ rồng Đánh bóng truyền này, xong rồi bán kem này Đó là những cái hoạt động mà quen thuộc diễn ra ở trong cái sự kiện lễ hội mùa hè Năm nào cũng đã sẽ diễn ra